Xin kính chào tất cả bà con. Hôm nay thì nhà vườn Vũ Tiến có một cái cây rất là độc lạ, rất là mới đối với những người ở vùng đồng bằng, còn những người ở vùng núi Tây Bắc hay là những người ở những vùng núi cao rất biết cái cây này là rất là quen thuộc. Ở bên cạnh nhà vườn Vũ Tiến đây là một cái cây rất là độc lạ, so với đối với những người ở thành phố thì chắc chắn là sẽ không bao giờ biết. Trên tay nhà vườn Vũ Tiến chính là cây quất hồng bì, là một loại quả rất là được nhiều bà con yêu thích. Cây nó rất là phát triển, mời bà con cùng xem cây quất hồng bì của nhà vườn Vũ Tiến ạ. Chiều cao của nó là rơi vào tầm 80 phân, bầu rễ của nó thì rất là chắc chắn rồi. Đấy. Cái dòng quất hồng bì này thì nó là một cây thân gỗ mềm, sống lâu năm. Tuổi thọ của nó có thể lên đến khoảng tầm 150 năm, thậm chí là 300 năm. So với là những cái cây cổ thụ hàng năm, cây cổ thụ của Việt Nam là có những cây mà đến 300 năm tuổi. Đấy. Cây quất hồng bì này thì nó cũng là một cây cũng rất là, lá của nó cũng rất là thơm và lá to. Mời bà con cùng xem cái đặc điểm của lá của quất hồng bì. Lá của nó là hình bầu dục và dài như thế này. Quả quất hồng bì thì ăn nó hơi chua nhẹ. Đấy, nó có một cái tính gọi là tính giải độc. Nó có cái hàm lượng vitamin C ở trong quất hồng bì rất là cao, giúp cho cơ thể của mình ăn những cái quả quất hồng bì nó rất là tốt, rất là mát. Nhưng tuy nhiên là mình ăn vừa phải, bởi vì là nó có tính chua, nó có cái hàm lượng axit rất là nhiều. Thế nên là bà con ăn vừa phải, ví dụ như là một mùa thì bà con nên ăn khoảng tầm một vài chùm mỗi ngày cũng được. Đấy. Không nên ăn quá nhiều. Đấy. Cái quất hồng bì này thì quả của nó sẽ mọc thành từng chùm, và nó quả nó thành từng chùm như cái quả dâu da đấy, hay còn gọi là cây cây này không phải cây dâu da đất, nhưng mà cái quả quất hồng bì nó gần giống như cái quả dâu da đất. Đấy. Ăn nó cũng mềm mềm, chua chua, ngọt ngọt. Đấy. Khi chín thì ăn nó cũng chua chua, ngọt ngọt. Cây này thì bà con trồng cho em là khoảng cách của mỗi cây là 5 mét, bởi vì cây này nó rất là to, rộng 4 đến 5 mét, và bà con nên lưu ý là không trồng ở những nơi mà ngập úng nhé. Đấy, cây quất hồng bì này nó rất là dễ trồng thôi, nó cũng không có gì là khó cả. Và lưu ý cho em là cây quất hồng bì này là không trồng chậu được nhé bà con nhé, bởi vì nó là một cây thân gỗ sống lâu năm. Đấy, cảm ơn bà con rất là nhiều. Bà con muốn mua giống quất hồng bì thì liên hệ cho nhà vườn Vũ Tiến qua số 0388 744 666, thì nhà vườn Vũ Tiến sẽ gửi cho bà con cái cây quất hồng bì như hình như thế này nhé. Cảm ơn bà con rất là nhiều. Kính chúc bà con sức khỏe nhé.